nhiều nhiều gần nhau đi chơi chơi nhau là kỳ lắm á. Nó có một cái gì đó, nó đã. Dạ, dạ, dạ. Năm 17 tuổi em đi Tôi muốn làm những việc giống Phi Nhung từng làm, là dìu dắt các bạn trẻ đam mê ca hát,
tôi mong các bé sau này sẽ vững bước trên con đường nghệ thuật như những gì tôi, Phi Nhung và các thế hệ anh chị, cô chú đã làm được trước đó. Tôi hỗ trợ theo cái tâm của mình, không ai bắt buộc cả. Tôi không hứa trước, nhưng sẽ giúp trong khả năng cho phép. Ví dụ hôm nay tôi giúp em này hát ca khúc mới, ngày mai có thể giới thiệu em kia đi diễn. Tôi đi hát lâu năm, lại biết sáng tác, thu âm, nên về cơ bản cũng có điều kiện thuận lợi để giúp cho các em. Riêng những bé nhỏ ở chùa, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé thăm và gửi chút chi phí hỗ trợ trong khả năng cho phép của mình, những điều tôi đang làm. Vì muốn được thực hiện theo di nguyện của Phi Nhung, tôi hy vọng cô ấy yên lòng vì có một người bạn đang giúp mình thực hiện công việc còn dang dở. Khi được hỏi gần 2 năm cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, anh đã nguôi ngoai nỗi buồn đau mất người bạn tri kỷ. Ngày nào tôi còn đi hát, ngày đó khó nguôi ngoai được, ở bất cứ nơi đâu đều có hình ảnh của tôi và Phi Nhung, làm sao có thể quên được. Cho dù một ngày, một tháng, một năm hay 20 năm cũng là điều không thể, mỗi ngày tôi đều xem hình ảnh của Nhung, xem lại những ca khúc, sân khấu trình diễn của cô ấy, dù đã một năm, nhưng tôi luôn tâm niệm Phi Nhung còn ở quanh đây, vẫn bên cạnh mình. Bên cạnh đó, Mạnh Quỳnh không hẳn từ chối hát với các nữ ca sĩ khác, nhưng sẽ hạn chế, một phần vì hình ảnh của tôi và Phi Nhung đã gắn bó cùng nhau hơn 20 năm, từng ca khúc với màn song ca trên sân khấu hay băng nhạc đã in sâu trong lòng khán giả. Đó là lý do chính khiến tôi hạn chế kết hợp cùng nghệ sĩ khác khi nào cần thiết hoặc trong trường hợp chương trình bắt buộc yêu cầu, tôi mới đồng ý. Còn nếu làm live show hát xuyên suốt cùng người khác, tôi phải từ chối thôi. Khi mạng xã hội lan truyền tin đồn, anh hẹn hò với ca sĩ Dương Huệ và đã ly hôn vợ, anh phản hồi thông tin này thế nào, tôi không để tâm đến những điều bị đặt ngày. Nếu họ đã không thích mình, sẽ luôn tìm cách để đặt điều, châm dầu vào lửa thôi đối với những tin như vậy. Tôi chọn im lặng, chứ phân bua hay đính chính chẳng được gì. Một khi họ đã ghét, tôi có làm gì cũng bị ghét. Nhiều người còn đưa cả mặt tôi lên ảnh thờ, rồi đăng tin kia mà. Thay vì tranh luận như trước, tôi dành thời gian chăm lo cho sức khỏe, công việc của mình. Bây giờ tôi tập sống chánh niệm hơn. Chỉ cần không thấy có lỗi với bản thân, với gia đình và những người mến mộ mình là đủ rồi. Được biết Mạnh Quỳnh vốn là người kính tiếng, nhưng kể từ khi Phi Nhung qua đời, khiến cuộc sống của anh được quan tâm hơn, kèm theo đó là sự soi xét, đánh giá anh có cảm thấy mệt mỏi vì điều này. Mệt mỏi và áp lực là có, nhưng tôi không để ảnh hưởng đến công việc của mình nhiều. Tôi hiểu mình phải chấp nhận, việc bị người khác chú ý, quan tâm mặt xấu hơn là cái tốt. Với những lời góp ý tích cực, tôi sẽ lắng nghe và sửa đổi. Tuy nhiên, với những cá nhân cố tình dùng lời lẽ công kích, hạ bệ uy tín, tôi bỏ ngoài tai.